Hi, xin kính chào các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Tùng TV. Lần đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020. Đó thì công việc của Tùng TV là tiếp tục đi mua bò. Thì chia sẻ với các bạn ngày mấy ngày vừa qua đó thì mình mua bò chủ yếu là ở quê nhà của mình, Phù Cát, các sông Phù Cát Bình Định. Đó thì ngày hôm nay mỏi quá, đi xe không nổi nữa. Nên là ở nhà nghỉ một ngày, làm một số công việc lặt vặt ở nhà. Thì chiều hôm nay cũng có một vài người đó, theo dõi kênh và ở trong huyện Công Trà Rò á, nói chung là cách nhà không cỡ mười mấy km gọi mình bán bò. Thì bây giờ cũng là 4 giờ chiều rồi các bạn. Đó, nhưng mà có người gọi bán thì cũng ở gần, cũng cố gắng đi xem. Không biết mua được không thì nội dung video của mình như thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết nội dung video để biết. Đồng thời đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Thì chia sẻ với các bạn luôn thì ông anh này ông bán cho mình một bộ mẹ con, nghi gọi là nói như vậy. Và anh nói là đang có chuyện gấp cần tiền. Em tranh thủ chạy qua xem được thì mua, anh cần tiền anh là chồng tiền đất. Đó, nghe là như vậy. Thì nội dung video của mình là chia sẻ thực tế giá mình mua và bán tại nhà, tại chuồng để cho quý vị chị và các bạn quan tâm tham khảo. Biết đâu bộ mẹ con đẹp thì mình mua về mình nuôi, ai có nhu cầu mua thì mình bán. Và nhé các bạn, rồi cùng theo dõi nội dung video của mình nè. Trước khi vào nội dung chính video thì cũng đừng quên like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo, ủng hộ tinh thần mình làm những video mới để cho các bạn tham khảo giá cả bò bê và giúp mình sớm lái được nút bạc YouTube để có kỷ niệm chương. Và nhé các bạn, rồi cùng bắt đầu. Rồi các bạn, trước khi vào nội dung chính video thì mình cũng xin chia sẻ một xíu về cái con bê đực trước màn hình của các bạn. Đó thì con bê đực này 18 tháng tuổi và nó nằm tại các sơn Phù Cát Bình Định, nơi quê nhà mình dưới kia. Đó thì chia sẻ với các bạn, cách đây 2 ngày thì bà chị bà gọi mình bà bán. Đó, thì mình vào, chị đòi giá là 22 triệu. Đó, thì mình trả giá 21 triệu. Đó, thì chị không bán và đến 3 rưỡi chiều nay chị mới gọi lại và chị đang cần tiền. Chị muốn bán con bê đực này. Đó thì mình chốt con bê đực này với giá 21 triệu. Ai quan tâm cái con bê đực này về nuôi bộ béo ở khu vực Bình Định thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hiển thị phía góc phải màn hình đó để tiện cái đường vận chuyển và về nuôi bộ béo cho nó được hiệu quả. Giờ bán con nào vậy? Một cái đực đây. Kẹp mì con ấy. Con ơi. Con ơi nhìn giống anh út nhảy quá hình. Bích chẹt rồi. Hôm nay chưa 2 tháng rồi. Bò nhảy hay phối anh? À, cái con đực to, thái thiệt to này. Không. À, đực chỗ đây. Bò thái đấy tao cũng lấy tao thích. Dạ. Bò đi chứa bình thường không vậy anh? Bình thường phải đá thôi. Dạ. Dạ, bò mà nó lòi lổm đồ này, khó lắm do là mua chủ yếu là bán nuôi mà. Này, ta mua con đây của người ta nó rẻ, nó lòi ra rồi. Con đây nó bị đĩa bị lòi ấy. Nhưng mà tao đâu có lòi đâu. Tôi mới rẻ đấy. Dạ. Con của nó kìa. Bê cái. Dạ. Giờ bộ đây bán nhiêu rồi? 39 triệu anh. Còn đây chắc tầm 4 con rồi. Ừ. Con chữa đây con thứ 5 rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Lấy được 2 tháng rồi nhá.
2 tháng mà không có động dục lại được coi là chưa rồi. Chưa thôi mà. À. Dạ. Yeah. Ngày mình đã nó là không chạy thì đã được. Dạ. Yeah. Mẹ nó ốm mà nó lỡ lỡ bò thao nói thiệt lại tiền cha được cho bách chơi rồi. Nói thiệt lại tiền á được cho bách chơi rồi. Thiệt chứ gói cái gì? Ừ. Bao nhiêu? Ý mày sao? Thật lại tiền. Không, bây giờ ý mày mày ý của cháu là bộ đây bà bảy ấy. Về còn xe cũ rồi nữa. Nói thiệt. Bây giờ nói cho nhanh này. Dạ. Yeah. Bây giờ lấy mày 3 7 5. Cứ đúng 3 7 triệu là cho bách chơi rồi. Giờ tính cháu là mua bán nhanh lắm mà mua bán cũng trên kênh công khai chứ. Bây giờ cháu bác của chú là 37 triệu là cháu về cháu làm 37 triệu cháu đang quay đây này. Giờ cứ vẫn lên kênh là 37 triệu vậy thôi. Ai thích thì mua vậy thôi chứ. Không có nói nhiều nói ít gì hết. Không nói thêm nói bớt. Nó mất 1 triệu rồi, nó phải lúc không cần người ta đã 38 là 9 thôi bán. Lỗ mất 1,5 triệu. Lỗ lãi gì? Nói chung là cũng chuyến đầu mà qua giao lưu giải được gần đó giải sách xe qua chỗ luôn giải xem. Mày ở đâu? Ở bên cơ, chỗ xã Công Giang anh nè. Công Giang mày có ở chỗ nhà thằng Hải Râu không? Qua nhà Hải Râu không xíu cho mày. Ngay chỗ cổng làm mà bả nhà Hải Râu cũng một dãy đó nhà chéo rồi không bỏ không gỡ 7-80 nhà đó nhà Hải Râu. Tao cũng chưa kêu nó. Dạ. Ba có mấy trăm ngàn nó cũng tới đâu được thì giao lưu qua cháu lái xe chỗ liền nha rồi. Bách nhanh gọn lẹ vô trả tiếng một chứ không thấy hầu một hầu hai đâu gì hết. Mẹ do nó không lỡ mà nó ốm bò quá nó đâu có mập bò đâu. Dạ. Ấy con mẹ thì nó lỡ bò, con thì cũng nói mà con mẹ nó lỡ bò rồi. Rồi các bạn, đó thì bây giờ chốt lại cái bò này mình mua với giá là 37.500 đây của ông chú đây. Đó. Rồi chú chứ rồi anh thì thấy nó ấy mình còn nhỏ. Rồi thì ra quay lại bộ mẹ con cho nó rõ. Bò thì cũng có gần nhà mình thôi các bạn. Cách nhà không cỡ mười mấy coi thôi. Đó. Thì bộ mẹ con như thế này bảo hành về đi chứa mọi mặt. Mẹ thì cho nháy chứ không có phối, chứ mà nháy là bò anh Wood y như thế này đó. Thì đã nháy hơn 2 tháng rồi, nói chung là đảm bảo về chứa đấy. Còn bê là bê đực nó như thế này đó. Giá thì hai con này thì mình mua giá công khai là 37.500 này các bạn đó. Quay chi tiết tại nhà cụ thể như thế này công khai luôn để cho quý vị anh chị và các bạn quan tâm theo dõi tham khảo. Rồi mẹ như thế này, mẹ thì đang mang bầu con thứ 5 đó, sinh con bê đợt này là con thứ 4 và đang mang bầu con thứ 5 đó. Thì mình mua bán thì cũng nhanh thôi, 500 nghìn thì cũng kèo này gì mà chia sẻ với các bạn là bộ mẹ con này cách đây mấy hôm thì người ta trả 39 triệu. Mà lúc đó thì chủ nhà chưa cần tiền đó, thì bây giờ cần tiền để giao tiền đất đó, nên là qua rồi anh bán anh Hồ đóng giá. Ngày xưa người ta trả là 39 triệu, nhưng mà mình thấy con mẹ hơi ốm mình trả 37 triệu. Nhưng mà 37 triệu thì chủ nhà không bán nó thôi, thêm đem sĩ nữa mình giờ cũng đang cần tiền đó, nên là chốt lại là bộ mẹ con như thế này giá 37.500. Đó thì bộ mẹ con này đáng lẽ là ông anh bán thì ông em trong nhà tính mua, nhưng mà bây giờ kẹt cái đám cưới nên là cũng lỡ cỡ nên là chưa mua được thôi. Mình bắt nói chung là bê đực cũng có tương lai. Mẹ thì tuy nó 4 con rồi đã lỡ bò rồi, nhưng mà nói chung là còn xinh xắn tốt, chưa có gì, nó còn tơ, 4 con thì còn tơ lắm các bạn, nó chưa là gì đó. Thì công khai tại chỗ thực tế như vậy.
vừa mình cũng tranh thủ về lấy cái xe và đi chở bộ mì con này luôn vì cũng gần nhà đó. Rồi các bạn, đêm giờ 30 rồi đó, thì mình về mình chạy cái xe qua, lái xe chạy qua đây, đêm giờ 30 rồi đây đó, thì bộ mì con đứng xe kia, giờ anh em mình tranh thủ chắc bò rồi đi về. Rồi mẹ con đây đó, thì con gần bằng mẹ, mẹ cũng mang bầu 2 tháng rồi các bạn đó, nên là bò thì hiền dạng lắm. Giờ dắt mẹ lên trước, bê lên xe, tranh thủ về không tối bây giờ chắc quay video nữa, chớ bò về nhà nữa là tôi thui luôn, thấy đường quay luôn các bạn. Mẹ con như thế này ốm ốm không không gỗ gỗ thì mình mua về mình bó mình nuôi, bê nó lớn mình bán bê, để mẹ lại tết nó sinh con nữa cũng được. Bò này vú bông nên là sinh sản tốt lắm, mát sữa. Đi để dắt con mẹ lên trước hả? Chạy không, chạy lên xe luôn không? Muốn nghĩ ra luôn hả? Có chạy lên xe nó chạy. Rồi đi không? Đi, đi, đi em. Đi, đi. Ê. Đi. Chạy theo mẹ. Đi. Đi, đi, đi. Đi, đi, chạy theo mẹ. Đi. Đi. Đi, đi. Đi. Đây kia. Đây kia, đi. Em. Nhỉ lần chung, lần chung. Rồi, dán mì lên. Đây, chủ nhà đây các bạn. Giá mua là 37 triệu 500 đây. Mua bán công khai như vậy. Đi lên, lên, lên. Lên, bước lên. Có dây mũi nào không nữa. Lên. Rồi, rồi, chú lên luôn cho ông bên lên. Em, giỏi. Em lại thái mì lên. À, cô qua xuống dắt bê chú không dắt cũng được em. Ném 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 giờ nó lên này đó. Rồi lên em, có mẹ trên rồi. Ui. Ê lên, lên đó. Tối rồi nhưng mà vẫn đẹp. Mẹ con liên lạc bò mua về bó bởi bởi đép có, nay mai mưa dông không bó đép có không được. Bò đây bán cũng không suy nghĩ rồi. Rồi đem bưng. Còn mấy con kia bán không chú? Bán đã để nuôi đi. Cái con mẹ kia là chú nói ngày xưa là nó bị lòi vậy. Lòi tử cung là nó bán. Chú mua về chú nuôi đi không có bị sao hết. Do tay nuôi. Do tay nuôi ấy. Đó các bạn, để con mới vừa ù á, nó vừa sinh cái con bê cái đó thì ngày xưa là bị lòi, đó, người ta bán. Chú mua về chú nuôi sinh con bê ra đâu có lòi lỗ mình đâu. Tay không được á, nuôi tay nuôi ấy, do tay nuôi các bạn. Một phần nữa là cái cách nuôi nữa. Bò mà nhốt chuồng ít tiếp xúc và không có rong vận động là nó dễ bị lòi lắm. Đó. Rồi các bạn, bò về tới nhà rồi đây. Đó, thì bà nghĩ của mình nay nó tầm đây hết rồi đây. Dắt bê đợt xuống so sánh với bà nghĩ. Ô, gớm chưa? Đó. Thì con bê đợt này thì giá thị trường hiện tại bây giờ là nó rơi vào tầm khoảng 18 triệu nhé các bạn. Đó, 17 năm đến 18 triệu. 17 năm là giá mình bán, còn 18 triệu bán ra. Đó. Thì bộ này mua 37 triệu 500 thì con mẹ này 20 triệu thì bán lúc nào cũng được, mà bê đợt 17 năm thì bán lúc nào cũng trôi đó, nên là mình mua về mình không suy nghĩ tới việc bán. Bò thì chưa 2 tháng rồi, với lại anh này ông chú ấy, gọi chú ấy cho nó tiện, do là ông cũng lớn tuổi rồi đó, thì nói chung là cũng gần ở địa phương mình, bò trong địa phương thì khỏi sợ trong nước trong gió, mà bò công Trà Rò mình thì chia sẻ với các bạn thì bán ở đâu về người ta nuôi cũng thích hết đó. Thì bây giờ về tới nhà rồi, bây giờ hiện tại là 6 giờ 15 rồi mà trời nó vẫn còn được còn sáng sáng nên mình quay cái video này đó. Thì nói chung là bò về tới nhà đó, ai quan tâm thì ai muốn mua cái bộ này để nuôi sinh sáng, bê thì để bộ béo đó, thì bò rõ nguồn gốc, tông tạng thì như thế này đó, hình ảnh như thế này, mình chỉ quay như vậy thôi. Xét tích thì nghiêm, tạ thì thắng.
Bò này thì nói chung là nó cũng lỡ bò rồi, nó sinh được 4 con và cái con chưa trong bụng nó 2 tháng hơn đó là con thương em. Nó chủ nhà chia sẻ rõ ràng như vậy, mình quay video thực tế tại nhà rồi, các bạn theo dõi thì cũng biết đó. Đấy, con bê gì của mình này gọi là con mấp ấy này, nó tầm đó rồi đó. Con đây thì anh quất nháy, con kia cũng anh quất nháy, bò nháy hết. Con kia thì The Rue Master phối, nó tầm đó rồi đó. Còn một bài trong kia nữa mà bây giờ cũng tối rồi, quay không được nữa đó, rõ ràng như vậy. Rồi thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video của Tùng TV chia sẻ. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình đó. Thì ai quan tâm đến bộ này muốn mua về nuôi á, thì bò này bảo hành về mọi mặt luôn, rõ nguồn gốc luôn đó. Thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hiển thị phía bên góc phải màn hình đó, thì để gọi trực tiếp với mình đó. Nói chung là nôm na như vậy, tối rồi. Rồi, bye. Hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Ngày nay bận quá nên là không có đi mua bò xa được đó. Thì chiều ngày nay ở nhà bận công việc từ sớm bây giờ, chiều nay 4:30 chiều và bắt được một bộ này các bạn đó. Và cái con chia sẻ với các bạn là cái con bê đực giá 22 triệu mà hôm trước người ta đòi đó, mình trả 21 triệu thì mới cũng gọi bán cho mình. Cái con bê đực đó thì vẫn còn nằm ở Bình Định đó, bò đó thì nằm ở Bình Định đó. Thì ai quan tâm đến con bê đực đó thì liên hệ trực tiếp với mình luôn. Rồi, chào hết tất cả quý vị và các bạn á. Nếu quan tâm đến những chủ đề mình chia sẻ thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình làm những video mới. Kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như là công việc chăn nuôi nó được thuận lợi. Bye ạ.